sĩ rất là đẹp, rất là khả ai, rất là hot, bé Như Loan. Bé Như Loan kính chào mọi người. Yeah. Nữ ca sĩ Trúc Linh. Hairstyle stylist anh bé Phi Trương. Anh bé Phi Trương. Bé nào đi? Thiện Trương. Rất là dễ thương, cũng khả ai luôn bé. Thiện Trương. Đây là ông xã của em. Yeah. Ông xã của em, phải number one của em. Đó là năm ca sĩ, nam hài sĩ Hoài Tâm. Đó. Chủ quán hương. Hôm nay mọi doanh người, doanh nhân thành đạt của lòng em, của tất cả mọi người. Đây, bà xã tôi nha, bớt nói tôi bê đê nha. Tôi đó, tôi có bà xã đây rồi. Đó, hai đứa. Đó. Đó, thấy hùng hết vậy là biết vợ chồng thì. Cái gì vậy? Nóng bỏng sexy chị bé nữ ca sĩ Lệ Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu. Hồ Lệ Thu đi chơi xa rồi. Hồ Lệ Thu. Đây là nữ ca sĩ nữ hoàng bolero, nữ bé Hạ Vi. Đó. Trời, em không dễ thương không đó. Dạ. Em chỉ xin giới thiệu vậy thôi. Khả ai, đẹp trai. Đẹp trai. Ai đẹp trai. Đây nè, nữ ca sĩ hot. Một vòng eo con kiến nè, một cái mông rất là đẹp nè. Đó là nữ ca sĩ bé Minh Tuyết. Hello. Tuyết là chỉ nên quay từ khúc này trở lên đó. Rồi. Đây, chị Đài của chúng em. Đó. Chị Đài. Không giới thiệu, không có giới thiệu. Em giới thiệu cho người chúng không nhớ. Đây, chị Đài của em. Nữ ca sĩ trời ơi là đẹp lắm, nổi tiếng lắm nè. Chị yêu, chị bé Lưu Vết. Dạ. Đây là bé yêu. Cũng khả ai, dễ thương không, xinh xắn không. Hai chị em nè, Vivian. Dạ, giới thiệu vậy thôi. Coi thân hình nè, thấy không, trời ơi tên nó mỏng manh. Mỏng manh như tơ trời. Bé yêu, dễ thương khả ai, diễm xương. Đó, thấy không, thấy gia đình nó manh như tơ trời không. Ai đây? Đây cũng là bé luôn. Bé, một giọng ca tuyệt vời. Rất là hay. Không, em đóng kịch mà. Ôi, em đóng kịch hả? Rồi bé hai, âm nhạc. Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng không, Nhung. Không, nhưng mà sao nhận ra thần tượng sao lại sang thành âm nhạc là như thế nào? À, âm nhạc, tại vì bé nói là hài, nó không có hài. Cái đó âm nhạc rồi, hài âm nhạc. Cộng chung vô nhé. Đây nữa nè, đó. Đây, ai đây? Đó, đây. Bà em gì là ta? Như Ý. À đó, thấy không? Khỏi giới thiệu là biết Như Ý rồi, dễ thương không? Nhà em ai cũng đẹp, cũng xinh xắn hết trơn á. Nữ ca sĩ Như Ý, bé Như Ý. Dạ. Ồ. Đây, một nữ ca sĩ khá dễ thương nữa nè. Dạ. Hồ Hoàng Yêu. Đây, một anh trai, một giọng ca tuyệt vời. Khỏi phải giới thiệu nữa nha. Anh trai bé Bằng Kiều. Đấy. Đây là từ nãy giờ là vòng vòng là toán là Paris by night. Mọi người ơi, bây giờ là chúng em chuẩn bị đi ra ngoài chợ đêm để mà mình có một cái buổi là tập hợp với nhau, vui vẻ với nhau, ăn uống vui chơi ngoài đó anh ha. Chuẩn bị cho Paris by night 40 của tụi em, chuẩn bị 3 ngày nữa thôi cả nhà nha, cả nhà nhớ nha, 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa thôi. Là thứ bảy. Dạ. Hôm nay là thứ tư. Thứ tư, đúng rồi đó. Mà cái chương trình này là chương trình 40 năm. 40 năm. 40 năm. Yeah. Kỷ niệm. 40 năm. 40 năm không phải là một chương trình bình thường. Yeah. 40 năm. Nó rất là vĩ đại và nó rất... Đây, chị đây, chị đang đây. Cả nhà nha, chuẩn bị đi với tụi em, đi ra ngoài trời đêm. Tụi em sẽ có những cái màn rất là vui cho cả nhà. Và chuẩn bị để mình gom lại tất cả mọi thứ để mình tạo nên một cái chương trình thật là tuyệt vời cho Paris by Night 40 hành trình của chúng em nha, Thuyền Nga Paris. Sau khi mà hội họp 1 tiếng rưỡi thì chúng đó, cuối cùng là chúng em đã quyết định được là đi ăn ở chỗ nào. Em mình đi ăn chỗ nào vậy? Hú hú má má gì đó market. Nghe nói cái chỗ này là đàn ông thiệt, người ta bận áo đầm, người ta phục vụ và người ta sẽ nhảy. Nhưng mà chỗ đấy chỉ có đàn ông thôi á. Chỗ đàn ông thôi, mà đàn ông bận áo váy, đàn ông thiệt. Em thích xem phụ nữ cơ. Ủa gì ra hả?
Chút đi, tôi vô tôi nhảy cho bà coi. 3.000 chị bao giờ bớt nè. Rồi, 3.000. Chơi liền. Bao bữa bao ăn hả? Không, đủ đâu bao. 3.000, 90 đô. 90 đô. 3.000 đi. Đúng em, cảm ơn chị đã. Em xin đại diện cho chồng em, ông xã em sẽ bao tất cả các anh em ăn tối nay. Đó là chủ quán Hương, anh Hoài Tâm number one. Bởi vì ca sĩ nên làm ca sĩ, Tấu Hài không có thấy vô. Chúng em cảm ơn anh xã Hoài Tâm. Trả em lại cái gì. Nam ca sĩ bé Thiên Tôn đó thì mời quý vị đi ha. Dạ, chuẩn bị đi ăn với mọi người. Ừ. Mới vừa đến cách đây 2 tiếng. Đó. Mới vừa check in, tắm rửa xong chạy xuống đây bây giờ đi ăn với mọi người. Trời ơi nó đẹp trai mà nó rất xỉu. Đẹp trai là rụng nụ. Đẹp trai là rụng nụ. Bớt lại. Nam ca sĩ đẹp trai của Thúy Nga của chúng em nè. Nam ca sĩ bé Lương Tùng Quang rụng nụ. Rồi, đây một đây. Yeah. Bé yêu thiên thần nè. Thiên thần là bé Lâm. Dạ. Yeah. À, đây là một bé không à? Ừ. Dạ. Bắt thì hai không ơi. Dạ, em 20 mấy tuổi rồi nhưng mà em vẫn được gọi là bé. À, bé Lâm rất là đẹp trai nha, dễ thương nha. Chỉ có một mình chị là chị thôi, còn toàn là bé hết. Đây là chị hai nè. À, chị hai. Chị chơi. chị hai. Ok, cả nhà chuẩn bị đi nha. Paris by Night 136 này kỷ niệm 40 năm thì thật sự là lần nào mà đi quay hình thì cũng là rất là vui đúng không chị Thu hả? Yeah, đi quay hình rất là vui nhưng mà đặc biệt là chương trình Paris by Night 136 này lần này nữa quay lại trở lại Bangkok với hơn 70 anh chị em ca nghệ sĩ, chuyên viên âm thanh kỹ thuật ánh sáng đã lên tới gần 200 con người. Mà quý vị tính đi thì bây giờ vé máy bay trung bình là khoảng 3.000 đô một vé, là coi như là trung tâm đã chi ra là gần 1 triệu đồng để chỉ lo cho vé máy bay thôi. Là nói về cái tiền vé máy bay thì quý vị đã biết là cái mức độ hoành tráng của cái show rồi. Và lần này là cảm ơn trung tâm đã book cho tụi em ở ngay khách sạn Novotel, mà cái khách sạn mà nó rất là hoành tráng ở tại Xí Lợm. Trời em kêu nó Xí Lợm. Xí Lợm là cái chỗ mà cộng đồng LGBT. Dạ em nói lộn đó. Dạ Xí Giảm nha. Xí Giảm quen miệng mấy đứa bạn nó nhập em đó. Chứ đây là Xí Giảm nha. Còn Xí Lợm là đừng đi đó, nguy hiểm lắm. Nhất là mấy người mà đẹp trai cỡ Thiên Tôn là đừng có đến đó nha cưng nha. Em sẽ bị lạc lối đó, Thiên Tôn mà. Và bây giờ là hôm nay là ngày 26 tháng 7 là ngày thứ 3, thứ 4 phải không? Dạ, vé Thúy Nga vẫn còn chủ nhật một số ít. Dạ, nếu quý vị nào chưa có quyết định là đi, mua vé liền, vé từ Việt Nam bay qua rất là rẻ. Như là 600 mấy. 600 mấy là round trip á. Round trip đó, round trip này khoảng trăm. Đi phải về chứ không lẽ đi qua đây ở. Không, nhiều khi qua thấy ơi. Nhiều khi qua đây thấy vui, xứ sở con người quá tuyệt vời. Hiền quá, ở lại luôn. Hiền quá, ở lại luôn. Ở đây là bé Trần Nguyễn Huy Lâm. Trần Nguyễn Huy Lâm. Em là chuẩn bị đi thi Nam Vương đúng không? Dạ, Nam Vương Đại Dương. Nam Vương Đại Dương 2023. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m78. 1m78. Em nó sẽ là một trong những thí sinh rất là nặng ký trong cái cuộc thi. Dạ, mà là ăn muối cho chị coi. Trước khi đi thi Nam Vương là vợ sáu muối cho chị chi. Đó. À, phòng chị số mấy? Thôi đừng lên phòng chị. Thật sự chị cũng không có chấm em cho nên là cái chuyện mà không em phải. Em lên phòng chị sợ mất tình chị em. Ok rồi, thôi chúc em nhiều may mắn nha. Chị Bích làm việc gì nè? Chị Bích làm việc nhét nhép gì nè? Được rồi, cái nó nói chị nhép nha. Chị nhép được rồi. Ok. Chị Bích xin kính chào khán giả của Paris by Night. Hiện nay chúng ta đang đi trên đường và chị Bích đứng nhảy ngoài sân bay thôi. Bây giờ mọi người chúng ta cùng nhắc nhở là chúng ta đến đây vì sao?
sao? Vì Aries by Night. Yes. Quý vị phải coi cái kịch mà Thiên Tôn đóng với anh Chí Tài với Tâm, cái tôi quên tuần gì rồi, nhưng mà bữa đó là đêm cái cuốn đi vô, cuốn đêm đi vô. Ông gọi với Tâm sự: anh ơi, anh có biết không, thật sự ra em ra có một chút xíu 5 phút đó đó, anh có biết là em có như là toát mồ hôi, em muốn thiệt như là em biết anh cứ nghe không nghĩ sao mà mấy anh có thể nói được nửa tiếng đồng hồ, chứ còn nửa tiếng đó em giống như là trên trời rơi xuống vậy đó. Cái như em vừa đóng xong tôi là em nhẹ tân người luôn đó. Giống như là rớt xuống một cái hố sâu. Anh mà, tự ra anh đào mà em stress, em stress mà em đổ mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi luôn. Bà nói chứ có 5 phút thôi mà. Không có đến 5 phút nữa, chỉ có 2 phút. 2 phút rồi. Và lúc anh mới cắt thiệt. Anh nói chứ tụi em giống như là rớt xuống cái hố vậy đó. Mà em bơi trong đó vậy. Vui rồi, chết rồi. Nãy Lan Man nó vừa tới đây mình tưởng đâu là mình đi lạc đường, nhưng mà không phải, tại vì là coi như là hai cái xe là này bãi đậu xe. Là bãi đậu xe đi từ đằng sau. Dạ, mình sẽ đi từ đằng sau bát đo. Dạ, bây giờ mình sẽ đi đến đo. Một cái nhà hàng rất là nổi tiếng trên vô. TikTok. Dạ, ủa vậy hả, cái này nổi tiếng trên TikTok. Dạ, sao bỏ trên TikTok rất là nhiều là anh em mình có đi kỳ trước rồi. Dạ em, bây giờ cái gọi em diễn lại đi em. Không, em hỏi mấy người này đi chưa, chứ hồi nãy em nói em với Tuyến anh em mình đã đi rồi. Đó. Ở nơi và này là cái điều đặc là... biệt. Wow. Đặc biệt của nơi này là gì ạ? Là quay trời nam, nhưng mà bận đồ ngủ của phụ nữ. Và họ sẽ làm một cái show diễn lúc mình đang uống rất là vui. Điều đặc biệt là khi đi ăn cái này là anh Kiều anh không có chịu đi. Tại anh nghe nói là nam mà bận áo đầm nữ anh không chịu đi. Anh hỏi là có gái mà không, mà em năn nỉ lắm anh mới chịu đi. Điều này nè, ở đây là cái này là cái flea market luôn. Nói nghe nè, cả nhà mình đói bụng không? Đói thì để tôi đi đặt bàn, bớt có quay lại nữa. Trời ơi. Bây giờ cả nhà mình chuẩn bị vô ăn tối. Thì mình ăn tối xong rồi bắt đầu mình quay tiếp. Tại trong này giờ nhiều quá thì không có thể nào mình đếm hết được cái chỗ nào mà mình tới mình chơi vui chơi một chỗ nha cả nhà. Đó mấy chị em nhà xinh đẹp nè, vui đây em mới chúc mừng sinh nhật Paris by Night 40 tuổi.